Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mà các bạn thấy được là man oh man, chúng ta thấy được là giá cả đó đi như là trong chóng vậy đó. Chúng ta thấy được là hồi sáng này khi mà được thức dậy đó, chúng ta thấy được là giá của BTC đó đã đạt được cái à, đỉnh mới đó chính là gần như là 69.000 ở trên Coinbase đó thì nói là cái giá cao nhất là khoảng 68.993. Nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy được là 1 2 3 4 tiếng đồng hồ, giá của BTC đó đã đi từ cái mức là khoảng khoảng 68 69 ngàn xuống chỉ còn có 62 ngàn mà thôi trước khi mà chúng ta đang lơ lửng ở mức là 64.750 thì chuyện gì đang xảy ra gì đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay cũng như là tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn cái thông tin liên quan tới hôm nay chúng ta lại nghe nói tới có thêm một thành phố hoa kỳ đây là một cái thành phố lớn đó chính là thành phố new york đã có một cái đồng đó chính là new york coin thì đồng này là như thế nào tại vì chúng ta cũng đã từng nghe nói tới một cái đồng khác ở một cái thành phố ở tiểu bang florida cũng là thành phố lớn đó chính là đồng miami coin thì những đồng này là ra sao chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa ai sử dụng và đồng này hoạt động như thế nào nhưng mà Bây giờ đó là Thùng muốn chia sẻ với các bạn là cái thông tin liên quan đến cái tình hình của thị trường Và bây giờ là khoảng chừng là 9 giờ tối giờ Cali Hôm nay thì làm video cũng là khá là trễ Và các bạn thấy hôm nay là ngày 10 Tây tháng 11 ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Có nghĩa là Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 11 Tây tháng 11 rồi Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào tình hình của giá cả đó thì có một cái thông tin rất là quan trọng Thùng muốn chia sẻ với những bạn nào mà đang tham gia vào Uh, tham gia vào cái pool Cardano ADA staking cùng thuận Capital thì các bạn thấy trên màn hình đó, đây là một cái bài bỏ phiếu sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 16 tiếng nữa, có nghĩa là ngày mai đó. Thì đây là bài bỏ phiếu đến từ một cái dự án có tên là Sunday Swap, một cái dax ở trên uh, mạng lưới của Cardano và cái dax này nó bây giờ đang tổ chức một cuộc bỏ phiếu 16 tiếng nữa mới được bỏ phiếu. Xem coi là những cái pool bên dưới này đó, nghĩa là những cái hội mà tham gia vào staking đó thì cái hội nào sẽ được bỏ phiếu để có thể nhận được airdrop đến từ Sunday Swap thì sẽ có một cái bài dịch được chia sẻ ở trên những cái mạng xã các bạn hãy chờ để đọc bài dịch đó đến từ Thuận Capital cũng như là ngày mai thường sẽ nhờ các bạn để mà tham gia vào bỏ phiếu để cho cái pool chúng ta có thể nhận được airdrop đến từ sân swap điều này tôi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn thì chúng ta nhìn vào tình hình ngày hôm nay đó là một màu đỏ các bạn thấy được là tình hình đó là có rất nhiều những màu đỏ cũng khá là đậm như là chúng ta nói tới là Polkadot, dot, Avalanche, Cardano vân vân một số đồng khác cũng đỏ như là Bitcoin, nhưng mà cũng không có đỏ lắm và chúng ta nhìn vào tình hình chung đó của thị trường ngày hôm nay là các bạn thấy phần lớn đó là những đồng đều đi xuống đi xuống có nhiều hay không thì cũng không có nhiều lắm các bạn thấy là những đồng lớn như là BTC thì xuống 3,4% Dựa theo con Gecko trong vòng 24 giờ qua Ethereum thì xuống ít hơn 1,7% BNB thì xuống 2,6% Các bạn thấy là những đồng khác như là chúng ta nói tới là Cardano thì xuống nhiều hơn 6,6% Hay là Polkadot cũng xuống khoảng 6% Nói chung thì hôm nay cũng là một ngày đỏ trong thị trường Nhưng mà các bạn thấy những nông lớn thì cũng không có xuống nhiều lắm Thì chuyện gì đã xảy ra vậy khi mà chúng ta thấy được là giá cả đó đạt cái định mới Khi mà chúng ta nói tới BTC hồi sáng này thì tại sao lại có một màu đỏ như vậy Thì hồi sáng này đó chúng ta nhận được cái thông tin Đó chính là cái thông tin đó, báo cái chỉ số lạm phát của tiêu dùng có nghĩa là CPI đó đã báo cáo của Bộ Lao động ngày hôm nay là cái chỉ số đó đã tăng lên tới 6,2% trong dòng tháng 10 mới đây. có nghĩa là trong dòng 12 tháng qua đó cái chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ là tính cái phần trăm là 6,2%. con số này rất là cao, cao như thế nào? cao đến nỗi mà các bạn thấy được là cái tháng 12 của năm 1990 lần cuối cùng mà chúng ta thấy cái phần trăm lạm phát cao như vậy 1990 các bạn thấy bây giờ là năm 2021 nghĩa là khoảng chừng là 30 năm qua chúng ta chưa hề thấy cái phần trăm lạm phát trong vòng 12 tháng mà cao đến 6,2% để các bạn hiểu được đó 6,2% là cao như thế nào những người mà thường người ta đầu tư dài hạn ở trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó đầu tư về những cái chỉ số như là S&P 500 đó thì người ta chỉ hy vọng là lợi nhuận hàng năm đó là khoảng 8% mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là các bạn đầu tư các bạn có lợi nhuận là 8% một năm thì các bạn thấy được là phần trăm lạm phát là khoảng 6,2% rồi và có nghĩa là các bạn thấy là 8% trừ cho 6,2% các bạn chỉ có lời có 1,8% mà thôi có thể thấy được là cái phần trăm lạm phát đã ảnh hưởng trầm trọng như thế nào với lợi nhuận khi mà các bạn đầu tư và các bạn đầu tư có lời nhiều hơn à, thì có thể là trừ cái 6,2% này có thể được các bạn lời bao nhiêu nếu như mà lợi ít hơn thì các bạn sẽ coi như là bị lỗ chứ không phải đã lời tại vì phần trăm lạm phát đang cao và các bạn nên nhớ đó cái phần trăm lạm phát này là được phát hành bởi chính phủ của Hoa Kỳ Bộ Lao động có nghĩa là dựa theo chỉ số của chính phủ đương nhiên là chúng ta được là cái phần trăm lạm phát thực sự lúc nào nó sẽ cao hơn rất là nhiều thông tin là như vậy cho nên lạm phát đã đến và không phải tạm thời Và ngay sau đó đó khoảng chừng là 45 phút sau Thì giá cả của BTC đã tăng vọt lên Như là các bạn thấy trên màn hình đó Từ 65.900 đi thẳng lên tới 69.000 Trong thời gian rất là nhanh Khi mà cái thông tin là lạm phát đang tăng rất là cao bây giờ Và nhiều bạn nào mà không biết đó Hoa Kỳ ra ngoại chứ các bạn được lên lương lên chức mà thôi Chứ còn hàng năm đó Mọi người bình thường khi mà được lên lương tính theo năm đó Nó gọi là Merit Increase tại vì các bạn làm việc cho nên công ty cũng phải cho các bạn lên lương thì cái phần trăm lên lương đó nó thường chỉ khoảng chừng là 2 tới 3% một năm mà thôi thì các bạn được là 2 tới 3%, các bạn được tăng lương và phần trăm lạm phát đã là 6,2% rồi, có nghĩa là các bạn nghĩ là các bạn được tăng lương nhưng mà thật ra các bạn đã làm cái lương ít hơn là năm ngoái tại vì phần trăm lạm phát đã tăng cho nên lạm phát là một trong những điều mà người ta rất là lo sợ hiện bây giờ dẫn đến là giá cả tài sản tăng lên và chúng ta thấy là ví dụ là BTC hồi sáng này nhưng mà sau đó đó thì các bạn thì chúng ta lại có một cái thông tin khác nói là cái công ty bất động sản lớn thứ nhì ở Trung Quốc một công ty mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trước đây liên quan tới cái nợ của công ty Evergrande đó thì bài báo này của Blockworks cũng như là nhiều cái bài báo khác đó chia sẻ đó là công ty Evergrande nó coi như đã chính thức là phá sản tại vì công ty Evergrande họ đã trễ hạn trả 148 triệu USD À, đây là cái lãi mà thôi các bạn đây không phải là vốn mà đây chỉ là cái lãi mà thôi tại vì họ mượn rất nhiều tiền bằng cách là bán trái phiếu cho nên tới cái kỳ hạn đó thì họ phải trả tiền lãi thì 148 triệu này chỉ là lãi mà thôi mà họ đã trễ hạn trả lãi cho nên đó, coi như là các thủ tục phá sản đã bắt đầu và công ty đó Deutsche Market Screening Argentur hay còn gọi là DMSA đó hiện đang chuẩn bị thủ tục phá sản để mà à, chống lại công ty Evergrande này tại vì đây là một trong những cái chủ nợ của công ty Evergrande và cái việc liên quan tới Evergrande phá sản đó cũng là một việc chúng ta đã từng nói tới rất nhiều trong những cái video trước đây nhiều người cho đó là công ty Evergrande phá sản có khả năng dẫn đến khủng hoảng toàn cầu cũng như là chúng ta thấy được là công ty Lehman Brothers trước đây phá sản nhưng mà tôi thì nghĩ là nên bây giờ đã khác rồi cái nợ của công ty Evergrande nó cũng không có nhiều như là cái nợ của công ty Lehman Brothers trước đây và ngân hàng Lehman Brothers là một ngân hàng công ty Evergrande là một công ty trong cái lĩnh vực bất động sản mà thôi đương nhiên cũng sẽ có những cái hệ lụy nhưng mà đối với thường thường đã chia sẻ cái bị trước đây thường nghĩ là đương nhiên nếu như công ty Evergrande phá sản thì đương nhiên là một cái thông tin xấu nhưng mà cũng không đến nổi mà có sự ảnh hưởng lớn như là công ty Lehman Brothers trước đây Đó là chuyện cá nhân của thùng mà thôi Nhưng mà nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể là chia sẻ Nhưng mà các bạn thấy được là sau đó không lâu đây thì lại có cái thông tin đứng chính lại Thông tin này đó bây giờ là khoảng 9 giờ tối Hoa Kỳ Thông tin này được chia sẻ cái tên khoảng chừng là hai tiếng mấy đồng hồ mà thôi Thì bây giờ nhiều bài báo lại đứng chính lại đó Là công ty Evergrande cuối cùng cũng đã trả cái lãi đúng hạn Như là bây giờ họ không phá sản nữa Những thông tin trước đây đó đều là thông tin không đúng sự thật và cổ phiếu của Evergrande đó khi mà mở cửa thì lại tăng lên 6% ngày hôm nay Đây là cổ phiếu của Evergrande Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là cái dự án có tên là Luffy l u f, -F -Y. Đây là một cái token cộng đồng phi tập trung đó đã đăng ký Legal Entity Và chỉ vừa mới phát hành vào tháng 8 này thôi Thì đội ngũ đó phát triển chúng ta bao gồm có CEO, giám đốc điều hành CTO giám đốc công nghệ và COO có nghĩa là cái người mà đứng đầu những hoạt động đó của công ty đó chính là người Đức và CMO có nghĩa là cái người mà đứng đầu của cái bộ marketing là người Việt đang làm việc tại Singapore có tên là Peter Thái Bá Quốc là 26 tuổi là một cái tiến sĩ trẻ ở trường đại học quốc gia ở Singapore thì Luffy hiểu đơn giản đó là cái enemy token đầu tiên với cái tham vọng mở ra xu hướng enemy season đây là một cái xu hướng mới đã thay cho cách meme token và đưa người hâm mộ anime vào trong thị trường tiền điện tử và sẽ có rất nhiều những ứng dụng ra mắt trong tháng 11 này. Bao giờ chúng ta sẽ nói tới là tháng 1 tháng 12 sẽ có là Luffy Swap, Anime Dex, NFT Marketplace và Open World RPG P2E game và hiểu đơn giản đó thì những sản phẩm này đó Anime Dex là cho phép những nhà đầu tư kiểm tra thông tin chính xác tất cả những cái anime token một cách nhanh chóng. Thứ nhì là NFT Marketplace đây là một cái sản phẩm liên quan đến cái sàn anime NFT đầu tiên cho phép người hâm mộ anime và nhà đầu tư được thể tìm kiếm sưu tầm và bán anime NFT và thứ ba Luffy Swap là cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai cái token thông qua bên thứ ba hay còn gọi là cái sàn tập trung và cuối cùng là Open World RPG P2E game đây là một cái game 3D phiên bản alpha sẽ ra mắt vào thứ sáu vào 4 giờ chiều giờ UTC và bản desktop đó sẽ ra mắt vào trong tháng 12 này người dùng đó mua Lofi có thể là dùng để chơi hay là khi mà hoàn thiện nhiệm vụ sẽ nhận được các vật phẩm hoặc là NFT hoặc có thể bán trong game hoặc bán ở những cái chợ NFT. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái dự án Lofi này thì các bạn có thể tham gia vào Telegram một cộng đồng người Việt Nam hoặc là theo dõi phi chính thức của CMO người Việt. Tất cả những link sẽ nằm ở bên dưới cái video này. Thì nói tóm lại chúng ta nhận được thông tin là công ty Evergrande chính thức phá sản nhưng mà thật sự đó là mới đây chúng ta đã nhận được thông tin là công ty Bergman là đã trả lại đúng hạn và cái lãi của họ đó là các bạn thấy trên màn hình đó, đây là cái thống kê của Blockworks là cái lãi không đó mà các bạn thấy được đã tới 148 triệu rồi và điều mà làm nhiều người tin đó là cái bài này hôm nay các bạn thấy cái bài này hôm nay đó đã chia sẻ là họ vẫn chưa nhận được cái số lượng tiền lãi được đến từ công ty Evergrande và hiện bây giờ đó nhiều ngân hàng ở Hồng Kông đóng cửa ngày hôm nay cho nên bài viết này đó nói là khả năng rất là cao là công ty Evergrande coi như là đã phá sản cho nên rất nhiều người tin đây là cái bài được chia sẻ bởi một trong những cái chuỗi nợ đó chính là DMC của công ty Evergrande nhưng mà cuối cùng thì công ty Evergrande không có phá sản và đương nhiên nhiều người nói là đây là cái chiêu trò của những cá voi để mà tung tin ra để mà làm cho thị trường lo ngại khiến cho thị trường sụp giá rồi sau đó người ta mới ngỡ ra được là tình hình là công ty Evergrande vẫn chưa có phá sản nhưng mà cũng đã quá muộn rồi các bạn thì được giá bây giờ vẫn xoay tới mức là 64.640 thì có xuống nhiều hay không thực ra mà nói cũng chưa có xuống nhiều lắm các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình đi từ cái mức đó là 68.500 đô khi mà xuống tới cái mức thấp đó thấp nhất của ngày hôm nay thì được cho các bạn thấy được cái phần trăm đó là bao nhiêu cái phần trăm đó đó nếu nó nhiều cũng không có nhiều lắm khoảng chừng là 8,4 phần trăm mà thôi và tính tới mức hiện bây giờ đó là giá BTC đó xuống khoảng chừng là 5,8 phần trăm nếu gọi là một điều chỉnh thì cũng chưa có hẳn tại vì các bạn thấy được, vẫn chưa có qua được 10 phần trăm nữa mà nhưng mà tình hình Thực sự đó là khi mà cái thông tin liên quan tới Evergrande được chia sẻ là đã phá sản nó dẫn đến là giá cả đi xuống thì tại sao? Tại sao lại có cái sự liên quan như vậy? Thì thật ra mình nói là có thể là nhiều người lo ngại quá mức mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được là giá của BTC đó đã đạt cái đỉnh mới của ngày hôm nay là 69.000. Thì ngoại trừ là các bạn mới vừa tham gia ngày hôm nay mà thôi. Tại vì các bạn thấy được là chúng ta zoom ra Thời gian gần đây thôi là giá BTC có liên tục tăng trưởng mà Ngoài chưa là các bạn vừa tham gia vào ở cái uh, thời gian ngày hôm nay Chứ còn nếu chúng ta tính thời gian xa hơn đó Nếu các bạn uh, hold BTC đó thì các bạn được là cách đây À, chỉ có là 3 ngày thôi thì giá vẫn dưới cái mức này mà chỉ có 63 ngàn những ngày trước đó các bạn thấy được là vẫn xoay quanh cái mức là 60 tới 62 ngàn thì những người mà lo ngại đó ngoài cho các bạn là người mới thôi chứ còn những bạn nào mà ho đồ thì cũng không có lo ngại lắm tại vì giá cả cũng không có xuống là bao nhiêu và cái giá này là cái giá chỉ mới được thành lập mới đây mà thôi cách đây mấy ngày vẫn còn dưới cái giá hiện tại mà nhưng mà Đương nhiên một trong những cái vấn đề dẫn đến giá cả đi xuống đó Đó chính là chúng ta có một cái số lượng những cái lệnh futures không nhỏ, như là các bạn thấy được đây là bài viết được chia sẻ bởi Darren Declare Thì cho thấy được là cái số lượng Bitcoin Futures mà dùng BTC đó để làm margin đó, để làm thế chấp đó Đã lên tới, ngày 10 tháng 11 đã lên tới 191,2 ngàn BTC, con số không có nhỏ và điều này đó À, chúng ta cũng đã từng nói tới à, khá là nhiều trong những ngày gần đây, các bạn thường thường đã từng chia sẻ với các bạn à, hầu như là ngày nào cũng vậy là chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng khi mà chúng ta nói tới cái burning à, rate, có nghĩa là à, càng ngày lại càng có nhiều những trader họ có cái lòng tin hơn và họ bonus hơn và đặc biệt là chúng ta nhìn vào cái lệnh futures thì hầu như là cái mức rất là cao, nhiều bạn cũng đã biết vấn đề này rồi, cho nên cái việc mà điều chỉnh á, cũng là một điều mà khó tránh khi mà chúng ta nhìn vào tình hình này đó. Đây là cái đường liên quan đến cái số lượng lệnh futures thì các bạn thấy là ngày hôm nay khi mà chúng ta thấy có rất nhiều lệnh futures bị thanh lý, đó là đi tại sao mà dẫn đến giá cả đi xuống lẹ 4 tiếng liên tục. Tại vì chúng ta có rất nhiều những cái lệnh Futures và rất nhiều lệnh như là được chia sẻ bởi uh, Dylan declare đó chính là rất nhiều lệnh là dùng BTC làm thế chấp. Đương nhiên BTC đó bị thanh lý dẫn đến giá cả đi xuống và nhiều BTC bị thanh lý dẫn đến giá cả đi xuống thêm và lại tiếp tục như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy những cái hiện tượng như được chia sẻ với các bạn đó là Lúc mình hình chụp lại cái hình này đó là hồi chiều của ngày hôm nay Thì chúng ta thấy được đó là trong vòng một tiếng đồng hồ thôi đã có 308 triệu đô la lệnh bị thanh lý và phần lớn là định lon BTC Và chúng ta thấy được là trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã có là hơn à, các bạn thấy được 528 triệu đô la lệnh đã bị thanh lý và trong vòng 24 giờ đã tới cái mức là 725 triệu đô la lệnh bị thanh lý thì con số này có cao hay không nên thực ra nó cũng cao nhưng mà không có cao lắm những ngày mà cao đó là chúng ta thường hay thấy là hơn 1 tỷ đô la lệnh bị thanh lý đó là những ngày mà rất nhiều lệnh bị thanh lý bây giờ thì nó đã nguội lại các bạn thấy được là trong vòng 1 giờ qua thì đã giảm xuống còn có 2 triệu trong vòng 4 giờ qua giảm xuống còn 13 triệu có nghĩa là tình hình liên minh thanh lý nó đã giảm xuống rồi những người nào mà bị thanh lý thì đã bị thanh lý ở cái mức này rồi đó là cái tình hình mà tại sao mà đột ngột chúng ta thấy giá đi xuống à, cộng với đó nữa là chúng ta thấy là có rất nhiều người đang có lời bây giờ đương nhiên BTC thì cứ lập đỉnh mới liên tục điều này cũng khó tránh mà thôi nhưng mà khi mà thuận refresh cái này lại đây là cái trang ở trên Klarna no để xem coi là cái số lượng phần trăm những BTC có lời bây giờ là bao nhiêu thì à, tính cho đến ngày 10 tây hôm nay đó ở cái mức là 64.800 thì chúng ta vẫn thấy con số lớn là 96,93% cái số lượng người mà đang giữ BTC đó thì cái số lượng BTC có lời là lên tới 96,93% tính theo Classno thì bây giờ con số này đó mỗi lần mà trên 95% là chúng ta nằm trong cái vùng màu đỏ thì nếu như mà nhiều người có lời gì đó thì chúng ta sẽ có cái khả năng là thấy cái sự kiện là chốt lời có thể xảy ra cũng như là chúng ta thấy được là tinh thần khi mà chúng ta nhìn vào có nhiều những cái lệnh future thì đương nhiên lệnh future về thanh lý à, cũng là một chuyện mà chúng ta cũng cần phải có cái uh, chuẩn bị tâm lý như thường chia sẻ với các bạn mấy ngày hôm qua. Tại vì thường và các bạn nhìn thấy được là có rất nhiều người đang có lời thôi các bạn nhìn thấy được hàng ngày là cái số lượng lệnh future cứ tăng và tăng thì đương nhiên những cá voi những sàn cũng thấy được điều này nói tới đây thì hôm nay giá cả tăng lên tới 69.000 rồi đi trở xuống rất là mạnh nên thì tình hình là chúng ta có thấy nhiều những cái BTC nạp lên trên sàn hay là không thì không phó cho nên là chúng ta thấy là BTC đó hôm nay cũng khá là im lặng tuy là giá cả bật lên cao rồi lại đi xuống à, Nhưng mà chúng ta cũng không thấy cái dấu hiệu là có nhiều BTC đẩy lên trên sàn Tình hình cũng rất là ổn định khi cho nó tới on-chain Có thể nói được là đây là tính theo giờ thì những cái thanh này đó Hầu như là cân bằng với nhau cái số lượng nạp vào và rút ra Và điều này đó khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum Thì thường thấy là cũng tương tự như vậy khi mà thường zoom vào tính theo giờ đó để các bạn thấy được là Ethereum đó thì ngày hôm nay giá cả cũng như là BTC bật lên rồi lại đi xuống thì chúng ta thấy đó là đối với lại Ethereum thì có khả năng là không những là không có thêm Ether trên sàn mà lại càng có nhiều Ethereum được rút ra thì chúng ta tiếp tục nhìn vào cái tài liệu là có dấu hiệu là chốt lời hay là không thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới những nhà đầu tư ngắn hạn đi đây là short term holder SOPR thì hiểu một cách đơn giản đó các bạn thấy được chúng ta ngày hôm nay đó các bạn thấy được là có một cái nhịp đi xuống nhẹ khi mà chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này thì hiểu đơn giản nhất đó khi mà cái chỉ số mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó mà dưới con số 1 có nghĩa là những BTC đó di chuyển đó là di chuyển à, là coi như là bị lộ tính theo on chain thì hôm nay đó có một số thời gian đây là cái à, tài liệu tính theo lock một lock là khoảng chừng là 10 phút thì các bạn thấy được là có rất nhiều thời gian ngày hôm nay chúng ta thấy những cái chỉ số này đó là dưới con số 1 Có nghĩa là những nhà đầu tư ngắn hạn đó là những người mà họ lo sợ Và họ di chuyển BTC của mình mặc dù là lỗ họ cũng bán Tại vì họ lo sợ Nhưng mà chúng ta nói tới đó những nhà đầu tư dài hạn đó Thì lại không có nhiều cái đồng tĩnh lắm Mà thậm chí các bạn thấy được là những cái BTC di chuyển nó tính theo lóc Mỗi lóc là 10 phút Thì phần lớn những nhà đầu tư dài hạn đó họ vẫn còn rất là lời nhiều Cho nên tình hình chút lời vẫn xảy ra nhưng mà thường thấy được là những nhà đầu tư dài hạn họ cũng không lo lắng nhiều lắm Chỉ thật rồi on chain phần lớn đó là các bạn thấy được là khi lo lắng thì những btc này sẽ di chuyển dưới con số 1 chúng ta không thấy điều đó xảy ra đối với lại những người đầu tư dài hạn là hơn con số 1 nhưng mà nhưng mà chúng ta nhìn vào số lượng btc của những người mà đầu tư ngắn hạn đó thì lại có một khoảng thời gian là dưới con số 1 có nghĩa là bây giờ những người mà ho đưa lời dài hạn họ cũng không có quan tâm nhiều tình hình là chúng ta thấy là giá đi xuống thôi nghĩ đó là bắt đầu là từ cái thông tin liên quan tới Evergrande bị phá sản à, đương nhiên thông tin này đã nhiều người cho là những cái chiêu trò mà thôi tại vì tung ra thông tin giả hay là không rõ ràng để dẫn đến cái sự lo ngại khiến cho chúng ta thấy là có một số người bán và dẫn đến là một số lượng những cái lệnh futures bị thanh lý dẫn đến là tiếp tục BTC bị bán và dẫn tới giá xuống cứ liên tục như vậy dẫn tới giá xuống liên tục đó 4 tiếng đồng hồ hồi sáng này đó mới là cái tình hình tại sao giá đi xuống còn nói về cái thông tin xấu ngày hôm nay thì kia chúng ta không có thông tin xấu mà còn có thông tin là tốt cho giá cả liên quan tới lạm phát nữa đây là cái thông tin mới nhất mà thường vụ mang đến các bạn liên quan tới giá cả bây giờ Thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về một trong những câu hỏi thường thường hay nhận được Đó chính là chúng ta nghe nói tới gần đây đó liên quan tới những cái đồng của thành phố đó như là NYC Coin Đây là đồng của thành phố New York hay là chúng ta nói tới Miami Coin, đồng của thành phố Miami Thì những đồng này là như thế nào? Tại sao lại có? Thì để hiểu đơn giản đó, đây là một cái đồng được phát hành bởi cộng đồng chứ không phải là được phát hành bởi chính phủ và đây là một cái dự án gọi là dự án City Coins và họ đương nhiên là phát hành đó cho những thành phố và hai thành phố là Miami và New York là hai cái địa điểm đầu tiên nhưng mà họ sẽ có thêm nhiều thành phố sau này nữa đây là một cái dự án cộng đồng chứ không phải là dự án đến từ chính phủ các bạn nên hiểu cái sự khác biệt đó thì cái toàn của dự án này đó là nó hoạt động trên một mạng lưới gọi là Stacks Stacks đó, hiểu đơn giản đây là một cái giao thức Chạy trên mạng lưới của BTC. Và đây là một cái giao thức mà có smart contract. Như là hợp đồng thông minh. Nhưng mà chạy trên mạng lưới của Bitcoin hiện bây giờ. Thì để tạo ra được một cái đồng liên quan đến là cho thành phố của New York. Hay là thành phố của Miami đó. Thì những cái thợ đào họ có thể là gửi những đồng Stacks này. Khi mà họ đào được đó. Họ có thể gửi những đồng stack này. Họ gửi vào một cái hợp đồng thông minh. Đây thường dạy thích cái cách đi những cái bài hiểu đó. Họ sẽ gửi đến một cái hợp đồng thông minh sau đó đó thì hợp đồng thông minh này sẽ họ gửi những cái đồng stack này đến hợp đồng thông minh hợp đồng thông minh này đó sẽ gửi 70% đồng của thành phố đó như là các bạn thấy là đây là ví dụ của đồng NYC thành phố New York 70% sẽ gửi trở về cho người dùng còn 30% còn lại đó của cái đồng thành phố sẽ gửi vào một cái ví của thành phố các bạn hiểu đi thường nói không đây là cái hoạt động cũng như là Miami cũng như vậy các bạn hiểu được là những cái đồng Stack này sẽ được gửi đến một cái hợp đồng thông minh Sau đó 70% sẽ được chuyển qua thành đồng của thành phố Miami Cũng như là cái ví dụ New York mới đây Là sẽ được đưa đến cho những người dùng mà đã gửi đồng cái Stack này vào Còn 30% còn lại là đi vào một cái ý và thuộc cái sở hữu của thành phố Thì cái cách hoạt động đó bây giờ nếu như mà thành phố muốn lấy 30% này đó thì thành phố phải chấp nhận cái dự án silicon này cho thành phố của họ như là họ phải chấp nhận hợp tác thì họ mới có thể được dùng cái số lượng đồng nằm trong cái ví này và họ có thể dùng cái số lượng nằm trong ví này làm bất cứ việc gì mà thành phố cần như là uh, xây trường học hay là họ cần dùng tiền này để mà xây đường xá hay bất cứ cái gì mà thành phố cần thì họ có thể dùng cái số tiền này để mà chi tiêu cho thành phố đó nhưng mà thành phố new york bây giờ đó thì vẫn chưa ký hợp đồng với lại cái dự án CD Coin này Các bạn hiểu rồi hiện bây giờ New York vẫn chưa ký hợp đồng Thì chỉ khi nào mà thành phố New York nói là chúng tôi chấp nhận cái dự án này Và các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có một cái thị trường mới là Eric Adams Thì đây là một người mà rất là thích Bitcoin Cho nên nhiều người nói là khả năng rất cao khi mà ông ta nhậm chức Thì lúc đó New York sẽ chấp nhận cái dự án CD Coin này Và thành phố sẽ có thêm một số tiền nằm trong cái ví này thì Đồng này đó giống như các bạn thấy được là đồng Stax thì các bạn thấy là giao dịch ở trên những cái sàn thì đương nhiên là có giá như là các bạn thấy là hai đồng 29 cent cho một đồng Stax Thì khi mà gửi vào cái hợp đồng thông minh này để tạo ra đồng cho thành phố New York hay là đồng cho thành phố của Miami thì cái giá trị đồng này đến từ đâu? Cái giá trị này đó là đến từ đương nhiên là giao dịch cũng như là những nơi nào mà chấp nhận Các bạn có thể là quán ăn trên thành phố, các bạn có thể là nơi xem phim các bạn có thể là nơi mua sắm trong thành phố của New York mà các bạn nói là nơi đây chúng tôi chấp nhận đồng NYC thì đương nhiên đồng đó sẽ có giá trị cũng như là khi mà tiểu bang New York đó chấp nhận cái dự án này họ sẽ lấy được cái số tiền nằm trong cái ví này giống như là tiền miễn phí gì đó thì đương nhiên khi mà thành phố chấp nhận thì các bạn thấy được là thành phố sẽ có thể là cho người dân giả sử như là chi tiêu giống như trả uh, thuế hay là chi tiêu cái gì đó sử dụng đồng New York City Coin hay là Miami City Coin thì đồng đó cũng sẽ có giá trị đây là cái hoạt động của những dự án Silicon này Hy vọng các bạn hiểu sơ bộ Có nghĩa là đây là dự án đến từ cộng đồng Chứ không phải đến từ chính phủ Và họ có cách để cho chính phủ đó có hứng thú để sử dụng đồng này bằng cách đó là 30% khi mà họ gửi vào hợp đồng thông minh đó, 30% sẽ đi vào cái ví của chính phủ của cái thành phố đó và thành phố đó có thể lựa chọn hợp tác và có thể lấy được cái số tiền này ở trong cái địa chỉ ví này và đương nhiên khi mà thành phố chỉ hợp tác đó đương nhiên thành phố có một cái số tiền miễn phí nhưng mà cũng như là những người mà đã tham gia vào dự án này cũng sẽ có được cái lợi nhuận tại vì có thể lúc đó là cái nhu cầu sử dụng này tăng lên khiến cho giá của đồng này cũng có thể tăng lên nhưng mà theo thường biết đó cho đến bây giờ thì thành phố New York vẫn chưa có hợp tác chính thức với dự án Silicon này và thậm chí Uh, theo thông biết đó là hiện bây giờ dựa trên trang web này đã không biết nó có update thông tin mới nhất hay không nhưng mà hiện bây giờ đã nói là thành phố Miami vẫn chưa chính thức hợp tác với CD Coin chứ mà thủ nhớ là thị trưởng Francis Suarez của thành phố Miami cũng đã từng nói là đã có thể là dùng đồng này để mà chi tiêu cho nên uh, thường nghĩ là có thể là cái trang web này không có update chính thức nhưng mà thông biết đó là đối với New York thì hiện bây giờ thành phố New York vẫn chưa có ký hợp đồng với lại C Coin này Nhưng mà đang vẫn chờ đợi cái thị trưởng mới sẽ nhậm chức Đó chính là Eric Adams Thì ai cũng sẽ hy vọng là ông này sẽ ký với lại Silicon Và các bạn thì được là Eric Adams là một người mà hôm nay cũng đã chúc mừng Là chúng ta đã có được một cái C Coin của thành phố New York Thì đương nhiên đây có nghĩa là ông ta được ủng hộ Và sẽ chấp nhận đồng này khi mà ông ta trở thành thị trưởng Các bạn nghĩ sao thì bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX Và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn phá sinh Moon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ đó sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên những sàn như là Bybit hay là Moon XBT các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu group tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn Margin Fx Và những người nào mà sống ở Hoa Kỳ Đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US Hay là sàn Coinbase Cũng như là ứng dụng BlockFi Đây là ứng dụng lending có lại Các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Và đương nhiên crypto khoan Rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi Đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Một lần nữa Cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98